Anan nên biết. Ông ngồi đạo tràng, diệt các vọng niệm, vọng ấy không còn, thì tâm lìa niệm, cả thảy tịnh minh. Thuần túy sáng suốt, động tĩnh không dời, nhớ quên như một. Đương khi an trụ trong cảnh giới đó, vào tam ma đề, như người sáng mắt ở nơi tối tăm, cái tính thuần khiết, thanh tịnh nhiệm màu, nhưng tâm vẫn còn chưa phát sáng ra, gọi là cảnh giới của sắc ấm đây. Giảng: A Nan đương tri nhữ tọa đạo trường, tiêu lạc chư niệm. A Nan, ông nên biết, ông tu công phu phản văn tự tánh, cho nên bỏ đi các vọng niệm, tất cả niệm đều không có. Kỳ niệm nhược tận, tắc chư ly niệm, nhất thiết tinh minh, động tĩnh bất di. Khi niệm này không có, thì tất cả mọi thứ sẽ ly khai cái tưởng niệm này, tất cả đều tinh minh, thuần túy sáng suốt. Tất cả các loại trí huệ và định lực động tĩnh không dời. Ông động thì nó cũng không thay đổi, ông tịnh nó cũng sẽ không thay đổi. Ức vọng như nhất, nhớ và quên, hai loại đạo lý này thì giống nhau, là một thứ, không phải là hai thứ. Đương trụ thử xứ nhập tam ba đề. Này A Nan, ông nên biết, tu định lực này trụ ở trong cảnh giới thanh tịnh, đồng tĩnh không dời, nhớ quên như một, đắc được một loại định lực như minh mục nhân, sử đại u ám, giống như người có mắt sáng ở trong một cái phòng rất tối tăm, tinh tánh diệu tịnh, tâm dị phát quang, có diệu tánh tinh minh. Loại diệu tịnh này, nhưng trong tâm chưa đắc được ánh quang minh trí huệ chân chánh, thử tác danh di sắc ấm khu vũ. Đây gọi là cảnh giới của sắc ấm, chính là chỗ mà sắc ấm quảng đến. Nguyên văn: Âm Hán Việt. Y hai: Chung phá hiển lộ vọng nguyên. Sao phá được thì hiện ra nguồn gốc của vọng tưởng. Nhược mục minh lãng, thập phương đồng khai, vô phục u ám, danh sắc ấm tận, thị nhân tắc năng siêu diệt kiếp trược, quán kỳ sở do, kiên cố vọng tưởng dĩ di kỳ bổn. Dịch: Nếu mắt sáng tỏ, mười phương thông suốt, không còn tối tăm, đó được gọi là không còn sắc ấm. Người ấy có thể vượt qua kiếp trược, quán xét nguyên do, vọng tưởng kiên cố chính là nguồn gốc. Giảng: Nhược mục minh lãng, nếu như con mắt của ông sáng tỏ, thập phương động khai, vô phục u ám, thì mười phương thế giới mở ra thông suốt, không còn cảnh tối tăm nữa, lúc này gọi đó là gì? Danh sắc ấm tận, đó gọi là sắc ấm hết. Sắc ấm ở trong ngũ ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều không còn nữa. Thị nhân tắc năng siêu diệt kiếp trược, người này có thể vượt qua khỏi kiếp trược vào lúc này. Quán kỳ sở do, quán sát nguyên do hành động của người này. Kiên cố vọng tưởng dĩ di kỳ bổn, người này dùng vọng tưởng kiên cố để làm nguồn gốc. Lời ban biên tập: Dưới đây là lời giảng của thượng nhân năm 1980. Mười phương mở ra thông suốt, quả mộ nói dùng mắt thấy mười phương, không phải vậy. Mười phương mở ra thông suốt là mình ngồi đó cảm thấy mình và hư không hợp lại thành một, mười phương đều phóng ánh sáng lớn. Đây không phải là mắt thấy, nhưng người ấy tự thấy ánh sáng này. Đó là cảnh giới, không phải giống như chúng ta tưởng tượng ra. Thường thường có người như thế, dụng công được 10 năm thì công phu của người này sẽ được như thế. Đây là một cảnh giới không thể nghĩ bàn, không thể dùng con mắt thấy. Đây là một loại phiêu linh, cảm giác. Những thứ này đều là quyển giác, không phải là thật. 50 loại ấm ma được nói ở đây đều là một loại cảnh giới, không phải thật, không nên xem nó là thật. Đây là cảnh giới do quyển hóa sanh ra. Từ có hóa không,
quá tới, quá lui. Đây đều là cảnh giới huyễn hóa, không phải là cảnh giới thực tại. Cho nên, rất là nhiều người khi vừa gặp phải cảnh giới này thì cảm thấy mình rất là phi thường, vượt bậc. Thượng Nhân, năm 80, giảng bổ sung đến đây. Lời ban biên tập. Dưới đây là lời giảng của Thượng Nhân vào ngày 2 tháng 12 năm 1993. Đệ tử. Khi sắc ấm hết, thì nhân tác năng siêu diệt kiếp trược, quán kỳ sở do, kiên cố vọng tưởng dĩ di kỳ bổn. Nghĩa là người ấy có thể siêu diệt qua khỏi kiếp trược, quán xét nguyên do, vọng tưởng kiên cố là nguồn gốc. Thượng Nhân. Người đó vẫn còn vọng tưởng. Kiên tức là người này ở nơi đó chấp trước quá nhiều. Đệ tử. Có phải là kiên cố vọng tưởng là nguồn gốc của sắc ấm không? Thượng Nhân. Người đó đến cảnh giới kia thì là như thế. Bất luận là sắc ấm có đến hay không, không có cách nào mà tìm cho đến nguồn gốc của nó. Bởi đều là hư vọng. Sắc, thọ, tưởng, hành thức cũng đều như vậy. Ngũ quẩn phù dân không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Nghĩa là năm ấm hư quyển như mây trôi qua lại, ba độc hư giả như bọt nước nổi chìm. Đó đều là giả, bất luận cảnh giới gì cũng đều là giả. Đệ tử. Giống như nằm mộng vậy, trong mộng không có đạo lý gì có thể nói được. Thường Nhân. Ừ, mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Trong mộng rõ ràng có sáu đường, tỉnh ra vắng lặng không đại thiên. Thượng Nhân, ngày 2 tháng 12 năm 1993, giảng bổ sung đến đây.